Ngày 6 tháng 10, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lưu Tuấn Trọng sinh năm 1971, Huỳnh Thị Cẩm Hương sinh năm 1974 là vợ của Trọng và Lưu Thanh Thảo sinh năm 1998 là con gái của Trọng cùng ngụ quận 8 về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, khoảng 10 giờ 35 ngày 24 tháng 9, tổ nhân viên y tế gồm 3 người đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, thì Trọng yêu cầu được phát que xét nghiệm để đem về nhà tự làm, với lý do là để hạn chế bị lây nhiễm chéo. Nhân viên y tế không đồng ý, sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn tới xô xát. Thế vậy, vợ và con của Trọng chạy tới dùng ghế bằng nhựa ném vào người nhân viên y tế rồi bỏ đi.